Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng trong hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023 và đã đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát thực tiễn, cụ thể hóa nghị quyết số 12 NQTU ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 06 NQTU ngày 2 tháng 12 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và đồng bộ hóa các văn bản chỉ đạo. Bên cạnh đó, Thành ủy Uông Bí đã xây dựng quy chế đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất về ý chí và hành động, tổ chức triển khai hiệu quả, cụ thể hóa sâu sắc vào tình hình thực tiễn, quan tâm đến cơ sở, sớm làm việc và có kết luận chỉ đạo đến từng xã phường. Trong năm 2023 đã ban hành 2.094 văn bản để tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua kiểm tra giám sát, thành phố luôn được đánh giá là địa phương cụ thể hóa đầy đủ nhất các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng nổi bật. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết Trung ương khóa 13, kết luận số 21 KLTU về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với chỉ thị số 05 CTTU, kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị và chỉ thị số 16 CTTU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ thành phố và các đảng bộ cơ sở đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và đúng tiến độ. Qua kiểm điểm, đánh giá đã điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phù hợp với chỉ đạo mới của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. Cấp ủy từ thành phố tới cơ sở tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo cấp ủy các cơ quan chính quyền theo quy định số 96 QĐTU ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sinh hoạt chuyên đề Thành quả nổi bật tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và giai đoạn 2025-2030, 2026-2031. Năm 2023, Thành ủy đã giới thiệu ứng cử, điều động, bổ nhiệm lại 47 đồng chí, hiệp y trao đổi công tác cán bộ đối với 12 đơn vị. Công tác đào tạo bồi dưỡng được chú trọng, đã cử 251 lượt cán bộ đảng viên đi đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Thành phố hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng năm 2023 với 34 lớp cho 9.114 học viên. Trong năm, thành phố có 380 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 230 đảng viên mới xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2023. Trong đó, tổ chức lễ trao quyết định kết nạp Đảng cho 113 đảng viên mới và là một trong những địa phương có số lượng đảng viên kết nạp nhiều nhất trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Chuyển đảng chính thức cho 212 đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng cho 457 lượt đảng viên, cho ra khỏi Đảng đối với 16 đảng viên. Thành ủy đã thực hiện đổi tên hai đảng bộ trực thuộc, nâng cấp một đảng bộ cơ sở, thành lập 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chuyển giao 3 chi đảng bộ cơ sở, chỉ đạo rà soát các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố có đủ điều kiện thành lập tổ chức cơ sở Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đảng viên. Thống nhất tư tưởng, đồng thuận ý chí, đổi mới công tác tuyên truyền vận động. Ban chỉ đạo 35 thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng. Trong năm đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên cho 2.178 lượt cán bộ đảng viên để thông tin về các nội dung triển khai nhiệm vụ năm 2023. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Năm 2023, cấp ủy các cấp đã thực hiện 133 cuộc kiểm tra giám sát đối với 239 tổ chức đảng và 236 đảng viên, trong đó có 80 cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện 76 cuộc kiểm tra giám sát đối với 214 tổ chức đảng và 63 đảng viên.
các ban xây dựng Đảng và văn phòng Thành ủy thực hiện 4 cuộc giám sát đối với 25 tổ chức Đảng. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã thực hiện 531 cuộc kiểm tra giám sát. Thanh tra thành phố đã triển khai 6 cuộc thanh tra. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 152 triệu đồng. Cấp ủy từ thành phố tới cơ sở tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm tra giám sát, thanh tra. Qua giám sát, thành phố là một trong số ít địa phương cấp huyện cơ bản hoàn thành khắc phục các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra và kiểm toán các cấp. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp được tăng cường toàn diện, tạo chuyển biến tích cực, chủ động phòng ngừa, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng tiêu cực, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Nghiêm túc đổi mới tổ chức hội nghị giao ban theo chuyên đề giữa thường trực thành ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn khu, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư. Từ đầu năm đến nay đã có 20 ý kiến đóng góp tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội thành phố. Các ý kiến đều được tiếp thu giải quyết nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Tiếp tục làm tốt vận động, huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị gắn với đổi mới công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội. Nội dung giám sát được lựa chọn, trọng tâm những vấn đề nhân dân quan tâm. Tổ chức thành công liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp thành phố và tham gia cấp tỉnh. Đã hỗ trợ 617 triệu đồng cho 98 hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ xây mới 11 ngôi nhà cho đoàn viên, hội viên khó khăn với số tiền 548 triệu đồng. Phong trào xây dựng tuyến đường, tuyến phố tiếp tục được duy trì. Đã thu gom hơn 446 mét khối cỏ, rác, trồng mới 11,3 km đường hoa, lắp đặt 670 thùng rác, 175 ghế đá, tạo cảnh quan môi trường. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Chỉ đạo đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận theo hướng rõ việc, gần dân, sát cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Công tác dân vận được triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Các phong trào thi đua dân vận khéo, đơn vị điển hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát động triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố và giữ vững. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thành công 5 kỳ họp, thảo luận và thông qua 47 nghị quyết, trong đó có 23 nghị quyết phục vụ công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tập trung thực hiện các cuộc giám sát, việc triển khai các nghị quyết đã ban hành, đôn đốc giải quyết đến cùng các kiến nghị hợp pháp chính đáng của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, vào cuộc sớm, vượt qua khó khăn và về đích 13 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,5%, trong đó giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 13% đạt nghị quyết. Khu vực dịch vụ ước đạt 19,5%, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết 2,5 điểm phần trăm. Khu vực nông nghiệp ước đạt 4,65%, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết 0,05 điểm phần trăm. Cơ cấu giá trị tăng thêm các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp và xây dựng chiếm 47,8%, dịch vụ chiếm 47,5%, nông nghiệp chiếm 4,7%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 10.025 đô la Mỹ một người, đạt chỉ tiêu nghị quyết. Lĩnh vực du lịch dịch vụ có nhiều khởi sắc, tổ chức hiệu quả các chuỗi sự kiện gắn với kích cầu du lịch năm 2023 như chương trình Uông Bí chào hè, Mùa thu vàng, đại lễ tưởng niệm 715 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn nhằm thu hút du khách tham quan theo chủ trương phát triển du lịch 4 mùa. Năm 2023, thành phố ước đón 3,3 triệu lượt khách, bằng 134,7% kế hoạch tỉnh giao, tăng 23% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Quan tâm hỗ trợ, mở rộng phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp, thu hút đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trồng thử nghiệm 18,4 hectare cây mắc ca và 2,5 hectare cây quế. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Mắc Ca Yên Tử
đã sản xuất chế biến thành công và đưa sản phẩm Macca ra tiêu thụ trên thị trường. Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm thành phố Uông Bí được đẩy mạnh theo hướng gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2023 dự kiến có 20 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Hoàn thành 100,2% kế hoạch tỉnh giao trồng cây gỗ lớn gồm lim, dổi và lát trên đất lâm nghiệp. Thành phố chỉ đạo tiếp tục huy động các nguồn lực nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thượng Yên Công, nhất là tiêu chí về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và giao thông. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là hụt thu từ tiền đấu giá sử dụng đất, thành phố đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng các khoản thu tiềm năng. Năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.797 tỷ đồng, bằng 107% vượt dự toán tỉnh và thành phố giao. Thu ngân sách địa phương trên địa bàn đạt 958,6 tỷ đồng, bằng 108% dự toán tỉnh và thành phố giao và bằng 83% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt trên 1.819 tỷ đồng, bằng 204% vượt dự toán tỉnh và thành phố giao. Chi ngân sách thành phố ước đạt 1.810 tỷ đồng, bằng 204% kế hoạch tỉnh và thành phố giao. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh và về đích giải ngân vốn đầu tư công, ước giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đạt 321,832 tỷ đồng, bằng 116% so với kế hoạch đầu năm. Với chủ đề công tác năm 2023 được xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chung tay chỉnh trang đô thị, thành phố đã tập trung chỉ đạo đổi mới cách làm, nhận được sự đồng thuận chung tay của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, dịch vụ, du lịch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố đạt 11.410,8 tỷ đồng, bằng 100,45% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước đạt 8.455,6 tỷ đồng, bằng 139,42% kế hoạch. Làm việc với một số nhà đầu tư lớn, qua đó đã có một số dự án được các doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu đầu tư, đề xuất đưa vào danh mục thu hút đầu tư của tỉnh, với tổng mức đầu tư khoảng 3.979 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ 47 công trình chuyển tiếp, khởi công 33 công trình cấp thành phố và cấp xã phường. Tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ kinh doanh và đầu tư của thành phố, gọi tắt là UBIC, đã tiếp nhận giải quyết 27 ý kiến của 13 doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tổ chức động viên, gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp được nâng lên. Tập trung chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phương Nam, tiến độ thi công dự án trọng điểm động lực được tập trung chỉ đạo. Đến nay có 4 trên 7 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 68,94 ha. 3 trên 7 dự án trọng điểm đang được triển khai theo lộ trình, như dự án tuyến đường Yên Tử kéo dài đoạn từ quốc lộ 18A đến quốc lộ 10 và đường 10 làn xe. Dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều. Dự án mở rộng, cải tạo và nâng cấp trường cao đẳng công nghiệp và xây dựng tại phường Phương Đông. Thành phố đã hoàn thành và được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2040 và 5 quy hoạch phân khu điều chỉnh. Lập mới 2 quy hoạch phân khu đồng bộ với các lớp quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phê duyệt 22 đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1 trên 500, góp phần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Xây dựng chương trình phát triển đô thị của thành phố Uông Bí đến năm 2040 theo hướng đồng bộ, cân bằng và bền vững, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị trên địa bàn, cũng như hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1 và hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Tích cực huy động nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả nghị quyết số 08 NQTU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với chủ đề công tác năm 2023. Đến nay, nhân dân thành phố đã hiến trên 8.000 m2 đất, đóng góp kinh phí, ngày công, thực hiện được 162 công trình, phần việc, với tổng giá trị ước tính trên 28,7 tỷ đồng. Trong đó có 60 công trình cải tạo, mở rộng đường, 20 công trình điện chiếu sáng, 11 công trình đèn trang trí, 35 thiết chế văn hóa, 11 công trình mương máng vỉa hè. Bên cạnh đó đã có 9 đơn vị cam kết tham gia cùng thành phố, triển khai các công trình chỉnh trang với tổng kinh phí gần 38 tỷ đồng. 2.000 tấn xi măng trị giá 2,6 tỷ đồng và nhiều vật liệu xây dựng khác, giúp thành phố có thêm nguồn lực để hoàn thiện các công trình hạ tầng. Các tổ chức, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ 4,85 tỷ đồng và hàng trăm ngày công hoàn thành 7 công trình phần việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp mở rộng 7,2 km đường giao thông, sửa chữa nâng cấp 6 công trình công cộng,
lắp mới 15,3 km tuyến điện chiếu sáng, nạo vét khơi thông 1,64 km mương rãnh thoát nước, trồng mới 5,6 km đường hoa với tổng giá trị quy đổi là 15,86 tỷ đồng. Những công trình phần việc trên đây không chỉ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp mà đã cho thấy ý Đảng hợp lòng dân, thể hiện sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của nhân dân, đó là không còn tâm lý trông chờ vào nguồn đầu tư của thành phố. Người dân trên địa bàn đã phát huy tinh thần chủ động, hăng hái đóng góp kinh phí ngày công để thực hiện chỉnh trang đô thị. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là khu vực khó khăn. Từ đó mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển. Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp quà Tết, vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ Tết với tổng số quà Tết được hỗ trợ là 18.721 suất quà, trị giá 11,543 tỷ đồng. Khám và phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng, trị giá 93 triệu đồng. Hỗ trợ về nhà ở cho 96 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành bàn giao toàn bộ 15 nhà sửa chữa xây mới cho các hộ dân có nhà ở tạm, nhà ở dột nát trước ngày 2 tháng 9 năm 2023 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài ra còn thực hiện hỗ trợ 5 hộ khó khăn về nhà ở trị giá trên 400 triệu đồng. Huy động 2,777 tỷ đồng hỗ trợ 9 hộ nghèo, 158 hộ cận nghèo đủ điều kiện thoát nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn của tỉnh và trung ương. Tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm gặp mặt tặng quà tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm với trên 420.000 lượt người được khám chữa bệnh. Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn thể dục thể thao cấp thành phố hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân như giải leo núi chinh phục đỉnh Bình Hương, đỉnh ba tầng đồi Phương Hoàng, hội thi thả diều trên đỉnh Bình Hương, hội thi ẩm thực dã ngoại đồi Phương Hoàng, hội thi kể chuyện theo sách, hội thi giọng hát hay thành phố, chương trình nghệ thuật tháng năm nhớ Bác. Hoàn thành chương trình năm học 2022-2023 đảm bảo chất lượng, đã có nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi do tỉnh và trung ương cũng như quốc tế tổ chức. Trong đó có em Phan Tuấn Tú, học sinh trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản đã vượt qua 50.000 thí sinh để giành chiến thắng cuộc thi trạng nguyên tuổi 13, và em Dương Đức Minh, học sinh lớp 8A8 trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản giành huy chương vàng kỳ thi thử thách toán học quốc tế và được mời tham dự vòng thi toàn cầu Olympic toán học. Quốc phòng an ninh thường xuyên được củng cố giữ vững, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao nhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với 165 tân binh, đón 138 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023, công bố quyết định thành lập 10 chi bộ quân sự xã phường, xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phường Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Vàng Danh, xã Thường Yên Công và các đơn vị tự vệ trong khu vực phòng thủ thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tổ chức luyện tập khối nữ dân quân tự vệ tham gia diễu binh diễu hành, biểu dương lực lượng chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện xây dựng mô hình an ninh cơ sở gắn với xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự. Thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì và hoạt động hiệu quả các mô hình trên địa bàn. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 1.287 lượt cơ sở trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt đề án 06 trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận giải quyết 7.147 hồ sơ đăng ký cư trú, tiếp nhận giải quyết 7.411 hồ sơ cấp đổi căn cước công dân, 43.498 trường hợp định danh điện tử. Năm 2023 là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đánh dấu sự kiện trọng đại này, cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Uông Bí đã phát động phong trào thi đua theo chỉ thị 27 của tỉnh ủy Quảng Ninh với ý nghĩa thiết thực, có sự lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin, niềm tự hào. Nhiều phong trào mô hình cách làm mới, nhiều tấm gương điển hình được các cấp ghi nhận. Nổi bật và mang nhiều ý nghĩa phải kể đến phong trào thi đua chung tay chỉnh trang đô thị. Đã có trên 200 hộ dân hiến đất tự nguyện tháo dỡ trên 1.000 vật kiến trúc, tạo mặt bằng để triển khai các công trình dự án chỉnh trang đô thị, đóng góp trên 28 tỷ đồng để triển khai hoàn thành 117 công trình phần việc. 64 tuyến phố đăng ký tuyến đường kiểu mẫu, 84.400 lượt người tham gia phong trào ngày Chủ nhật xanh, vẽ 690 m2 tranh tường, bóc gỡ 1.950 quảng cáo bẩn,
tổ chức gắn biển, cắt băng khánh thành 21 công trình tiêu biểu, trong đó có một công trình cấp tỉnh là cung Trúc Lâm Yên Tử, hai công trình cấp huyện là tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài, trường tiểu học và trung học cơ sở quốc tế Stephen Hawking và 19 công trình cấp xã phường. Hướng về ngày trọng đại của tỉnh, thành phố Uông Bí đã đẩy mạnh nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, cuộc thi liên hoan có sức lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như hội thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Sân khấu hóa cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển. Đối với nội dung thi viết, toàn thành phố có 12.051 nhóm tác giả và cá nhân tham gia với tổng số 12.027 bài dự thi. Các bài dự thi đã có sự đầu tư tìm tòi, sáng tạo, thể hiện sâu sắc niềm tự hào về quê hương, về truyền thống lịch sử. Trong đó có một bài đạt giải nhất cấp tỉnh. Ở nội dung thi trắc nghiệm trên mạng Internet, kết thúc 3 vòng thi, thành phố Uông Bí có trên 50.000 lượt dự thi, đứng thứ nhì toàn tỉnh. Tổ chức các đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp tỉnh đạt giải 3 toàn đoàn. Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đạt giải nhất toàn đoàn. Giành ngôi vô địch giải Việt dã truyền thống tỉnh Quảng Ninh lần thứ 52 và ghi bảng thành tích 51 lần vô địch. Thông qua các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn tham gia, tạo không khí thi đua rất sôi nổi và rộng khắp đến tất cả các thôn khu dân cư. Huy động được nguồn lực đáng kể, trách nhiệm và sự vào cuộc của các lực lượng trong xã hội cùng chung tay với nhiệm vụ của địa phương. Đặc biệt là thông qua các hoạt động này đã làm thay đổi một cách rõ nét về tư tưởng, nhận thức của người dân. Từ tư tưởng trông chờ ỷ lại, đòi hỏi ở chính quyền đã dần thay đổi. Thay vào đó, nhân dân đã chủ động phát huy nội lực, tự giải quyết các khó khăn và nhu cầu phục vụ cuộc sống của chính mình. Trong đó có sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của đồng chí bí thư, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận ở thôn khu dân cư. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo, thành phố Uông Bí luôn là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào thi đua và bề dày thành tích. Năm 2023 đã có 400 cá nhân đăng ký các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài, công tác gắn với phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Trong đó có trên 350 sáng kiến được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận có phạm vi hiệu quả áp dụng cấp thành phố. 5 sáng kiến thuộc ngành giáo dục được công nhận cấp tỉnh. Thành phố tiếp tục đề nghị 3 sáng kiến cấp tỉnh. Đã có 4 mô hình được công nhận như mô hình cán bộ công chức viên chức thành phố Uông Bí chung tay chỉnh trang đô thị, mô hình xóa nhà tạm, nhà ở dột nát của chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã được tỉnh đánh giá cao. Một tập thể được tặng thưởng cờ dẫn đầu thi đua của chính phủ. 4 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ông Vũ Anh Tuấn, xã Thượng Yên Công được vinh danh là một trong 100 nông dân tiêu biểu toàn quốc. 8 tập thể được tặng thưởng cờ dẫn đầu thi đua. 16 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 2 tập thể và 52 cá nhân được nhận bằng khen toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 43 tập thể, 22 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen các mặt thành tích chuyên đề. Thành phố đã ban hành 54 quyết định khen thưởng, công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 80 tập thể, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 287 cá nhân, tặng giấy khen cho 433 lượt tập thể và 1.422 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ, đảng viên, những người có công với cách mạng, xây dựng quê hương Quảng Ninh. Trong chương trình, thành phố đã tôn vinh 18 tập thể và 105 cá nhân trên địa bàn thành phố Uông Bí đã có nhiều cống hiến, đóng góp, xây dựng quê hương Quảng Ninh. Thành phố đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Khen thưởng 17 tập thể, 41 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 60 năm thành lập tỉnh. Năm 2023, thành phố Uông Bí đã tổ chức nhiều đợt biểu dương khen thưởng đột xuất đoàn Việt dã, đoàn nghệ thuật tham gia Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Các em học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và quốc tế. Tuyên dương nhiều thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự báo thành phố vẫn tiếp tục đứng trước những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Nhưng khó khăn thách thức có thể còn nhiều hơn trước. Đánh giá đúng tầm quan trọng, dự báo khách quan tình hình, thấy rõ thuận lợi và khó khăn, kế thừa kết quả và kinh nghiệm của năm 2023,
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề công tác năm 2024 là nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh, triển khai quy hoạch, thúc đẩy đầu tư và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 17 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Về xây dựng Đảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng có trên 90% được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên có trên 90% được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt từ 3 đến 4% tổng số đảng viên. Về kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2024 đạt 11.000 đô la Mỹ một người một năm. Giá trị tăng thêm ngành nông lâm thủy sản đạt 4,8% một năm. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp xây dựng đạt 14,2% một năm. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ đạt 20% một năm trở lên. Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành dự toán tỉnh giao và không thấp hơn số thu của năm 2023. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 12,5% trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa giữ vững 95% trở lên. Về xã hội, thành phố không còn hộ nghèo và phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Giải quyết việc làm đạt 3.600 lượt lao động trở lên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,8% dân số trở lên. Duy trì 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó chuẩn quốc gia mức độ 2 chiếm tỷ lệ 71,7% trở lên. Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng giữ vững 50% và nâng cao chất lượng rừng. Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99,3% trở lên. Tỷ lệ dân cư khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì đạt 100%. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý duy trì đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý duy trì đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường duy trì đạt 100%. Tỷ lệ thu gom xử lý nước thải tại cụm công nghiệp, các khu đô thị tập trung trên địa bàn thành phố duy trì đạt 100%. Tự hào với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, với kỳ vọng và quyết tâm chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng xây dựng thành phố Uông Bí ngày càng phát triển, trở thành đô thị xanh thông minh, hiện đại, năng động và phát triển bền vững, là trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước, cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025.